Từ cây nghệ vàng, áp dụng công nghệ nano tiên tiến, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam bào chế thành công tinh nghệ nano curcumin. Thực phẩm chức năng nano Kumanotech chứa nano curcumin kích thước siêu nhỏ, tan trong nước, hấp thu nhanh vào máu và tế bào, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, trong viên tinh nghệ nano Kumanotech còn có chứa chiết xuất cam thảo Licorice, giúp hỗ trợ giảm tiết axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng, giảm các triệu chứng đau thượng vị, đợ chua, trào ngược dạ dày thực quản. Kế thừa thành tựu khoa học hiện đại từ các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, True Natural đã bào chế thành công viên nghệ Kumanotech với thành phần chính là nano curcumin. Công nghệ nano tạo hạt đạt 3 tiêu chuẩn khắt khe nhất, tạo màng bao giúp kích thước hạt ổn định, giúp cơ thể hấp thu nhanh chóng không bị phá hủy bởi dịch vị dạ dày và không bị chuyển hóa ở gan, tăng cường dược tính của nano curcumin. Việc sản xuất còn được áp dụng công nghệ micel tiên tiến. Với việc áp dụng công nghệ này, hàm lượng nano curcumin đạt trên 20%, giúp kích thước hạt nano ổn định cũng như hòa tan trong nước và phát huy hiệu quả cao gấp 40 lần curcumin thường. Với tâm niệm luôn nỗ lực không ngừng nhằm đem đến những sản phẩm tốt nhất cho cộng đồng. Ngoài việc ứng dụng công nghệ nano vào sản xuất viên tinh nghệ nano Kumanotech, True Natural còn nghiên cứu và đưa ra công thức độc quyền, kết hợp thêm chiết xuất cam thảo dạng DGLE vào sản phẩm. Chiết xuất cam thảo DGLE được nhập khẩu từ Pháp đã được loại bỏ hết các tạp chất, chỉ giữ lại những thành phần có lợi nhất, chống viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, chống loét, kích thích bài tiết chất nhầy mucin. Bên cạnh đó, hàm lượng chiết xuất cam thảo trong Kumanotech đã được nghiên cứu, sử dụng lượng vừa đủ để mang lại hiệu quả cao nhất, kết hợp hoàn hảo với nano curcumin. Việc bổ sung chiết xuất cam thảo DGLE vào Kumanotech là một bước tiến lớn, mang lại một giải pháp toàn diện cho người mắc viêm loét dạ dày, hành tá tràng, với hiệu quả vượt trội hơn hẳn việc sử dụng chiết xuất cam thảo thông thường. Viên tinh nghệ nano Kumanotech được sản xuất tại nhà máy với công nghệ cao, cùng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, cGMP, GMP-WHO, ISO 43485-2016. Dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín, với các khâu chiết xuất đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe nhất, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Viên uống nano Kumanotech là thành quả của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết, luôn phấn đấu không ngừng, ngày đêm nghiên cứu và chất lọc những tinh túy từ thiên nhiên, kết hợp cùng với khoa học công nghệ hiện đại để tạo nên món quà quý tuyệt vời dành tặng cho sức khỏe. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa nano curcumin và chiết xuất cam thảo DGLE, viên uống nano Kumanotech sẽ là thực phẩm hỗ trợ đắc lực cho những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày, hỗ trợ giảm tiết axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, hành tá tràng, giảm các triệu chứng đau thượng vị, ợ chua, trào ngược dạ dày, thực quản.